Một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự trở lại của quý vị để tiếp tục chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Bản tin đầu về châu Á nói đến việc chính quyền Đài Loan vừa tuyên bố là Trung Quốc không xứng đáng trong Tổ chức Y tế Thế giới. Chỉ có Đài Loan với một chính quyền được bầu một cách dân chủ mới xứng đáng đại diện cho nhân dân trong một định chế quốc tế. Trung Quốc là một chế độ không xứng đáng. Đài Bắc vừa đưa ra lời kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới loại Trung Quốc ra khỏi tổ chức này vì thiếu trách nhiệm trong vụ đại dịch COVID-19 Vũ Hán. Bị Trung Quốc xem là một tỉnh nổi loạn và gây áp lực loại ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, Đài Loan không ngừng vận động cộng đồng quốc tế ủng hộ tái gia nhập. Bước thứ nhất là xin làm quan sát viên Hội đồng Y tế Thế giới, viết tắt là WHA, là cơ cấu quyết định của tổ chức WHO, cho dù Bắc Kinh ngăn chặn. Hội đồng sẽ nhóm họp trong tháng 5 này, tức là hội đồng vừa nói. Vấn đề Đài Loan là một trong những chủ đề sẽ được 194 thành viên của Liên Hợp Quốc thảo luận. Và từ Đài Bắc, từ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan đó là bà Joan U, cho rằng việc Hoa Lục giành chiếc ghế thành viên của Trung Hoa Dân Quốc tại Liên Hiệp Quốc năm 1971 cho đến nay chỉ giải quyết vấn đề ai là đại diện cho Trung Quốc mà thôi. Nhưng Trung Quốc không có tư cách đại diện cho Đài Loan ở các định chế quốc tế khác. Đó là lời phát biểu của bà Joan Hu của Đài Bắc. Bản tin thứ hai về châu Á nói đến việc nhiều người dân Mã Lai Á đã ký kiến nghị đòi triển hạn lệnh phong tỏa. Nhiều doanh nghiệp cũng như nhiều điểm kinh doanh và các hàng quán tại Mã Lai Á hôm thứ Ba vừa qua đã mở cửa trở lại sau 7 tuần bị phong tỏa do dịch virus corona. Và tính đến ngày hôm qua thì Mã Lai Á đã có hơn 105 ca tử vong. Đỉnh điểm ca nhiễm đã vượt qua hôm 5 tháng 4 và tiếp tục đà giảm. Tuy nhiên, bước khởi đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa không được nhiều người Mã Lai Á đồng ý. Một số người dân và nhiều tỉnh liên bang đã phản đối và đề xuất một sự cẩn trọng hơn để tránh virus corona. Nhiều người dân Mã Lai Á đã chống đối lệnh cho mở cửa quá sớm. Nếu như ở thủ đô Mã Lai là Kuala Lumpur, các hàng quán và các điểm kinh doanh đã mở cửa lại, thì 8 trong số 13 tỉnh quyết định vẫn đợi thêm và chưa áp dụng ngay các đề xuất của chính quyền trung ương. Tokyo sẽ cung cấp nhiều tiền hơn cho các doanh nghiệp vẫn đóng cửa cho đến ngày 31 tháng 5. Chính quyền của thành phố Tokyo cho biết là họ sẽ hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thủ đô Tokyo đã đồng ý với yêu cầu đình chỉ hoạt động cho đến cuối tháng 5 trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan thêm của virus corona mới. Chính sách đối với thủ đô của Nhật Bản được đưa ra một ngày sau khi thủ tướng của nước này là ông Shinzo Abe mở rộng tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Ban đầu sẽ hết hạn vào thứ Tư, nhưng nay đã gia hạn đến hết ngày 31 tháng 5. Kế hoạch và quy mô trợ cấp của thành phố Tokyo sẽ tương tự như những gì đã được quyết định trước khi gia hạn tình trạng khẩn cấp liên quan đến khoản thanh toán 500.000 yên cho các chủ doanh nghiệp với một cửa hàng và 1 triệu yên cho những người điều hành nhiều cửa hàng. Các khoản thanh toán được bắt đầu từ ngày thứ hai tuần tới. Cũng tin liên quan đến Nhật Bản, đó là một vụ động đất làm rung chuyển miền đông của Nhật Bản. Một trận động đất với cường độ ban đầu là 5 chấm đã làm rung chuyển miền đông Nhật Bản vào lúc đầu ngày thứ Tư vừa qua, nhưng không có cảnh báo sóng thần. Trận động đất xảy ra vào lúc khoảng 1 giờ sáng và có cường độ số 4 trên bậc thang cường độ 7 nấc của Nhật Bản ở tỉnh Chiba bên cạnh thủ đô Tokyo và có
trọng tâm khoảng 70 cây số dưới mặt đất ở khu vực tây bắc của tỉnh Chiba. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã cho biết là trận động đất không gây thiệt hại. Bản tin kế tiếp thưa quý khán thính giả, đó là bản tin nói đến ngư dân Philippines và Việt Nam đã lên án Trung Quốc tự ý ra lệnh cấm đánh cá ở Biển Đông. Hiệp hội đánh cá ở Việt Nam và Philippines đã lên tiếng phản đối Trung Quốc cấm đánh cá tại Biển Đông và họ kêu gọi chính phủ liên quan có hành động chống lại quyết định phi lý của Bắc Kinh và đe dọa trấn áp của cảnh sát biển Trung Quốc. Theo bản tin của Burma News hôm 4 tháng 5, hội đánh cá Việt Nam ra thông cáo khẳng định có toàn quyền đánh bắt trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam và đã lên án Trung Quốc vì vi phạm luật quốc tế và chủ quyền của Việt Nam tại các quần đảo Hoàng Sa. Hội đánh cá cũng gửi thư kêu gọi chính quyền Việt Nam phải có biện pháp đối phó với Trung Quốc, cụ thể là tăng cường tuần tra yểm trợ cho ngư dân đánh cá. Trong một phản ứng tương tự, thì Hiệp hội đánh cá của Philippines qua tuyên bố của chủ tịch đó là ông Ferrado Haycap đã thúc giục chính phủ Manila phải hành động cụ thể, không nên chờ đến khi Hải quân Trung Quốc bắt nhốt các ngư dân của Philippines rồi mới lên tiếng. Philippines có luật pháp quốc tế, có luật pháp quốc gia trong tay, phải chặn đứng các hành động xâm lấn của Trung Quốc. Đó là lời phát biểu của chủ tịch những hội viên đánh cá ở Philippines. Ông đã đưa ra câu hỏi, Trung Quốc lấy quyền gì đánh bắt trong vùng biển của Philippines, lại còn ra lệnh cấm đánh cá trong vùng biển của Philippines và phá hoại môi trường của láng giềng qua các công trình bồi đắp đảo phi pháp. Những câu hỏi rất hay, nhưng ai sẽ là người trả lời đây, thưa quý khán thính giả? Và bản tin sau cùng, có lẽ bản tin này cũng rất hay, đáng chú ý, mời quý vị theo dõi. Đó là Trung Quốc đang phải đối mặt đối với làn sóng thù địch cao nhất trong 30 năm qua vì đại dịch COVID-19. Một báo cáo nội bộ của Trung Quốc vừa cảnh báo nước này là đang phải đối diện làn sóng thù địch gia tăng trên toàn thế giới sau vụ bùng phát dịch COVID-19 Vũ Hán. Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc đã trình báo cáo trên cho giới lãnh đạo vào hồi đầu tháng và theo đó kết luận rằng làn sóng chống Trung Quốc trên thế giới trong thời điểm dịch COVID-19 Vũ Hán bùng phát đang ở mức cao nhất kể từ năm 1989. Do đó, Trung Quốc cần chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất là phải đối đầu vũ trang với Mỹ, quốc gia bị xem là đang dẫn đầu làn sóng chống Bắc Kinh hiện nay. Theo kết luận của báo cáo, thì Mỹ xem sự trỗi dậy của Trung Quốc là mối đe dọa về kinh tế, cũng như về an ninh quốc gia, cũng như là thách thức đối với phương Tây. Và thưa quý vị, với bản tin này thì có lẽ rất đúng nhờ Tổng thống Donald Trump, phải không thưa quý vị? Bản tin vừa qua đã chấm dứt phần tin châu Á và sau phần thông tin thương mại. Mời quý vị trở lại với Mai Tuấn để nghe tin Việt Nam quý vị nhé, với một vài tin đáng chú ý như sau. Người Việt ở Oregon chăm sóc nhân viên y tế chống COVID-19 Vũ Hán. Và một thông báo đặc biệt của sở xe cộ, tức là DMV tiểu bang California, chúng tôi gửi tới quý vị. Mời quý vị trở lại sau phần thông tin thương mại.